Nhìn đoạn này như là đi tìm trẻ lạc ấy. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thao Ami Beauty Spa. Hôm nay cùng mình khám phá các mụn ẩn của bãi khách với mình nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Cảm ơn các bạn. Ok, con đi con. Thấy chưa? Ta bảo gì ấy nhỉ? Mụn của anh Lộc rất là ngoáy quá. Với bao nhiêu chính con người anh vậy? Cô thấy nhẹ nhẹ đúng không? Ừ. Không quay được không Hồng? Đấy, không cho nó nóng.
Cái gì? Chuẩn bị khay rồi đấy nha. Xong cái này để bóc mặt nạ thôi nhé. Mình ở trên đôi bạn dùng nhé. Mới thôi có 10 phút mà chị. Đây nào. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ like, share và subscribe để đón nhận những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Để đây.